Chương trình livestream quảng bá du lịch Đà Nẵng với thông điệp Đà Nẵng Now Open, Đà Nẵng đón bạn trở lại sẽ chính thức phát sóng trực tuyến từ lúc 16 giờ ngày 4 tháng 12 và 18 tháng 12 năm 2021 trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok của du lịch Đà Nẵng, Đà Nẵng Fantastic City. Theo đó, khán giả sẽ cùng với người dẫn chương trình và bạn đồng hành tham quan, trải nghiệm Đà Nẵng, kết nối giao lưu, trao đổi thông tin liên quan đến du lịch cùng với các câu hỏi đố vui có thưởng. Đặc biệt, chương trình sẽ có chuyên mục cung cấp và giải đáp thông tin quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với người từ địa phương khác đến về thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn mở cửa đón du khách quay trở lại và thông tin về phương án thí điểm đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, không chỉ là cách thức gợi nhớ cho du khách về điểm đến Đà Nẵng trong giai đoạn trở lại. Các buổi livestream trực tuyến Đà Nẵng Now Open mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm tươi mới về một hình ảnh Đà Nẵng an toàn và đầy sức sống.